Bình luận viên Quang Huy, đá với Myanmar, hàng thủ U23 Việt Nam sẽ bị thử thách nhiều hơn. Tại SEA Games 31 được tổ chức ở quê nhà, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công tấm huy chương vàng ở kỳ trước. Những chiến binh sao vàng đã làm nức lòng người hâm mộ khi có trận giao quân thuận lợi đánh bại U23 Indonesia 3-0. Dù thế, ở cuộc đối đầu với U23 Philippines sau đó, chúng ta chỉ có được một điểm và tạm xếp sau đối thủ này ở bảng A. Sắp tới, trận đấu với U23 Myanmar sẽ mang ý nghĩa then chốt với đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Một chiến thắng sẽ tạo tiền đề để U23 Việt Nam chiếm lấy ngôi đầu bảng và giành quyền tự quyết trong việc góp mặt ở bán kết. Nói về cuộc chạm trán với đối thủ đang có phong độ tốt là Myanmar, Trang Soha dẫn lời nhận định của bình luận viên Vũ Quang Huy. So với U23 Philippines, U23 Việt Nam sẽ dễ đá hơn trong trận đấu với U23 Myanmar. U23 Philippines chơi kỷ luật, cộng thêm việc chúng ta đá dưới trời mưa, khiến mọi thứ càng khó khăn hơn. Trong khi đó, U23 Myanmar không đá giống như người Philippines. Những cầu thủ gốc châu Âu to khỏe giúp U23 Philippines đá được như vậy. Với U23 Myanmar, họ có bản chất con người và tư duy khác nên không thể chơi theo cách tương tự. Đá với Myanmar, hàng thủ U23 Việt Nam sẽ bị thử thách nhiều hơn. Tuy nhiên, hàng phòng ngự lại là điểm mạnh của chúng ta. Nhìn chung, trận đấu này sẽ cởi mở hơn và U23 Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để ghi bàn.